Ok, chào mừng các bạn trở lại kênh Quỳnh. Mình là Hưng BM và hôm nay mình chơi Roblox Party Hotel Empire Tycoon. Và anh cho bạn thấy đấy, đây chính là cái Jetpack của mình. Và đây chính là cái con robot mới của mình. Và đây chính là... À, nói chuyện update. Rồi, và như các bạn đã thấy trong tập trước thì mình có xem một cái khách sạn 1 tầng. Nhưng bây giờ nó là trở thành 3 tầng. Nó sẽ là cái biển nào nhưng mà mình vẫn nói 5 sao. Rất tuyệt vời vậy các bạn. Được rồi, để xem nào. Ở ngoài này thì mình có cái thông rạch. À, mình quên tắt ship lắm. Đây, mình mở để thay thông rạch ở đây. Ba cái thông rạch ở đây. Ba cái cây, hai cái bàn. Ở dưới này thì thêm một lùm cây và cái một hàng ghế nữa. Thông rạch lập la. Ok, còn thêm mấy cái trẻ ở ngoài nha. Rồi, và ở trong này á thì nó cũng chả có gì khác đâu. Mình đã thấy cái chầu băng, cái chầu trong Mỹ á. Cái này là giống Mỹ á, của anh em mình đặt là mình gọi là Mỹ luôn. Cái này nó màu vàng giống Mỹ á. Nó không còn là cái trẻ nữa. Có cái cây ở đây, chắc là tập trưởng mình có nói rồi. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều giống ý hệt với nhau các người. Giống ý hệt nhau luôn. Và hôm nay thì mình sẽ mua cái cửa hàng Luxury bởi mình đang có 14,7 triệu. Đây hai cái giường mình nhận ra, lúc đó mình nhận ra chỉ có hai đứa thôi. Vậy nên mình sẽ xem xét lại về thêm việc thêm giường. Nếu mà cửa hàng, nếu mà cái khách sạn của mình nó to quá mà mình không được để cái gì thì mình sẽ để cái giường ở đó, để thêm giường. Ở đây thì mình có thêm cái máy giặt. Ở trong đấy có gì đâu. Đây thì ở đây thì nó cũng chẳng có gì mới cả. Mình đến một cái chầu ở đây và gì nhỉ, mình chả biết. À, mình có đặt cái mấy camera ở đây này. Khi nào nó phát hiện có trộm thì nó có trộm thì nó sẽ thông báo cho mình là camera đã phát hiện ra cái trộm. Mình hy vọng trong cái bản update sau này nó sẽ update là mình có thể nhìn thấy thằng trộm bằng camera luôn. Mình có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh bằng camera luôn. Và nó sẽ không loạt, khi mà mình tới tầng nào thì nó sẽ không loạt lại mấy cái thằng này. Giống như mình đi lên nha, xong mình đi xuống nha. Là giống như là bọn nó đi vào này, mà không thấy thằng nào đi luôn xung quanh, lăn qua thật này. Rồi bây giờ thì mình sẽ hủy cái khách sạn này. Và, bấm nhầm. Và mình sẽ mua cái Luxury Ticket. Đó, Việt Nam S Hotel. Hãy đi xem xung quanh nữa nè. Chà, là cũng đẹp đấy, không đùa đâu. Không đùa đâu. Rồi, chúng ta hãy đi vào xem như thế nào. Wow, chỗ này thì nó cũng không khác gì mấy. Tân 1 xem, chúng ta sẽ xem ở trong này cái đã. Có 5 phòng. Wow, phòng là cũng rộng nhỉ. Phòng là quá rộng luôn. Cái phòng đó 5 phòng. Phòng vệ sinh nhỉ. Phải là phòng khách này, phòng ngủ nữa thì phòng ngủ. Phòng ngủ thì chắc là phải sẽ đặt ở bên phòng khách luôn nha. Hoặc là ở ngoài nó sẽ phòng bếp, trong nó sẽ là phòng ngủ. Ok, gửi đến về đi. Ok, ở ngoài nó sẽ là phòng khách và cái bếp luôn nha. Ở ngoài nó sẽ là phòng khách và bếp luôn, bếp ăn luôn. Và một trong hai căn phòng nó sẽ là phòng ngủ. Đây, mình để phòng này là phòng ngủ đi. Đây là phòng vệ sinh cũng được. Và trước tiên, việc đầu tiên mình luôn luôn cần làm và phải làm đó sẽ là đặt cái thùng rác. Cái thùng rác là bắt buộc phải luôn luôn có nhưng mà không có là coi như cửa hàng cái khách sạn của bạn nó chết đúng không ạ. Không có thùng rác là bọn nó sạn đóng luôn ấy, không đùa đâu. Không đùa đâu. Mình không phải để thêm một vài cái thùng rác ở ngay đây nữa, bởi bọn này nó xả rác nhiều lắm. Không đặt là không được đâu. Nhất định phải đặt cơ. Rồi, phòng này như vậy tạm ổn nha. Mình xuống tầng lầu trước và mình sẽ build ở dưới trước. Được rồi, để mình xem nè. Mình sẽ cần một kế hoạch để mà xây dựng. Sau một hồi suy nghĩ, mình sẽ đặt cái metal ở đây. Metal. Ồ, cái này nó không đủ để đặt được cả metal này. Khoan, đây cái thang máy phải nha. Cái tháng 7 thì mình cũng sẽ lắp cái máy tô nha các bạn. Để an toàn mà. Đây cái cửa nó nhỏ vậy nên thì mình nghĩ là nó cũng sẽ vừa với một cái thôi.
Boom. Rồi bây giờ thì mình cần thùng rác. Mình cần cái thùng rác siêu khẩn cấp luôn. Mới đổ bọn nó xả rác luôn này. Toàn thấy vô lý xưa. Mình sẽ đặt cái thùng rác ở cửa sổ chăng? Không, cái cửa sổ thì mình nghĩ là mình sẽ để cái bàn hoặc là cái ghế gì đó. Mình sẽ để nhiều cái thùng rác qua. Để thùng rác bên cạnh cái cửa sổ đi. Đó, để thùng rác ở đây. Mình sẽ để nhiều vào, nhưng mà cái khách sạn này thì mình sẽ để nhiều vào một tí xíu để cho nó cân bằng và cũng để cho nó đẹp. Là thì ở bên cạnh mấy cái bàn tính tiền thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải để thêm một vài cái thùng rác rồi, bởi vì có khả năng bọn nó sẽ xả rác ngay trước bàn tính tiền này. Có thể game này nó hư vô lý chứ. Game này là cần phải thêm cái nhân viên này, nhưng mà hoặc là lóc công ấy, thỉnh thoảng là nó có mấy đứa xả rác bữa bãi là lóc công là phải là giòn. Là như vậy thì mình sẽ để ít thùng rác ra để mà cho nó đẹp hơn một tí xíu ấy. Như vậy là mình sẽ không đặt quá nhiều thùng rác như thế này, mà như vậy là bắt buộc rồi, bắt buộc phải để nha các bạn. Không để là có như cái khách sạn của bạn nó dẹp tiệm ấy, không đùa đâu. Mình có cái láng dịch đó, láng dịch bamboo plant, mình sẽ để nó ở đây và thêm một cái nữa ở bên này. Boom, mình sẽ để thêm một vài cái ghế basic couch để màu đen, nhằm màu đen mà mình để màu đen mà màu đen cơ mà. Đó, mình sẽ để nó ở đây. Bam, để cái thông rãnh như vậy là có xấu quá không nhỉ? Chắc là bỏ bớt một vài cái này đi, bỏ bớt hai cái bên cạnh này đi, bỏ bớt cái thông rãnh lại. Mình sẽ suy nghĩ về chuyện của anh. Nhầm, mình sẽ suy nghĩ về chuyện đặt thông rác ở vị trí nào cho thích hợp sau. Bây giờ thì mình cứ đặt mấy ghế này trước đi. Mấy ghế này chắc là mình chỉ đặt một cái thôi nhé các bạn. Mình không đặt cái kiểu giống như là cái kiểu mà cái ghế của cái tầng hồi nãy, tầng một hồi nãy. Mình sẽ chỉ để một cái ghế ở đây thôi. Và một cái ghế nữa ở đây, mình sẽ không mất công để mà làm cái việc đó lần nữa đâu. Yes. Rồi mình sẽ để thêm một vài cái láng dịch nữa ở bên cạnh chỗ này. Mấy cái chậu trong Mỹ ấy. Đây nó ở đây. Rồi. Để một vài cái nữa ở đây. Bam. Rồi để một vài cái nữa ở đây. Và bam. Bam. Rồi tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta để được một nửa, đi được một nửa chặng đường rồi. Mình nghĩ mình cần phải để thêm một vài cái mía, à nhầm cái tre nó ở cạnh cửa sổ nữa. Nó sẽ đậm, sẽ đặt cái thùng rác cạnh đó, cạnh mấy cái sau cây này. Trash. Đó, để ở đây này. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái chậu cây cảnh khác nha các bạn. Mình không đặt cái tre này nữa đâu. Mình sẽ đặt cái cây khác. Potted. Cây này đây. Ô, thằng Sneaky thầy. Này thì mà hình như là cái máy tô này là nó bắt được cả thằng trộm nha các bạn. Cái máy tô này nó làm việc kinh khủng, nó làm việc dữ lắm. Nó rất là tiền tiền lời đó. Để như thế được coi nha, chỗ này thì mình sẽ xem xét là để cái gì. Để một cái bàn trắng, cái bàn nhỏ ấy, mình sẽ để một cái bàn nhỏ ở đó. Glass table mà khoa, mình nghĩ là mình sẽ đặt mấy cái modern này cho mấy cái bàn này. Bàn gì vậy, mình chưa thử mấy cái bàn này lần nào nha các bạn. Mình sẽ để thử xem. Cái bàn này xấu quá. Mình sẽ cần một vài cái bàn to như cái này xong, mô đen hả? Cái bàn đắt nhất theo mình thấy thì nó là cái mô đen. Còn cái bàn này thì mình chả biết để làm gì nhau mà Uniqlo mô đen cable này. Đấy chưa?
Mình thấy nó sao có gì mình thấy nó hơi xấu quá nên mình sử dụng cái này đi. Thôi bỏ đi, mình sử dụng cái này. Còn cái mô đen table là cái bàn ăn. Mình chỉ dùng cái mô đen table như cái bàn ăn thôi. Mình sẽ chỉ dùng nó như cái bàn ăn thôi. Chứ không phải là bàn dùng trong phòng khách đâu, bởi vì nó sống rất là rộng cái bàn ăn nha. Rồi tuyệt vời, mình sẽ để mấy cái máy tính tiền nó ở giữa này, ở giữa này chăng. Chắc là mình sẽ để giữa đây. Red Cap Station Death, Black Red Station Death, Death. Có vẻ như là mình sẽ đặt là như kiểu cũ đúng đây, bởi với mấy cái khách sạn này vẫn chưa đủ to, các bạn hiểu không? Theo mình đi, cái khách sạn này nó vẫn chưa đủ to để mà mình có thể chuyển ra kiểu mới. Còn nếu như để bên cạnh hai cửa này thì mình thấy nó hơi xấu, mình nói thiệt, mình thấy nó hơi xấu. Mình lại để như thế này là nó đẹp nhất rồi, để như thế này là nó quá đẹp luôn rồi. Place thêm một cái bàn này nữa. Boom. Nhầm, bị lật ra. Như thế này chăng? Được rồi, như thế này được rồi. Như thế này nó có quả à, thôi kệ, như thế này cũng được rồi. Off-file chair đâu rồi? Where is the, ở đây. Nó đây rồi. Cho một xám đi. Một xám nó cũng đẹp ấy. Có gì ở dài đây à, đặt ở đây nó lui lại một tí xíu. Rồi, vậy được chưa? Chưa được. Lui thêm một tí xíu nữa. Rồi, được chưa? Có lẽ được rồi, được rồi. Nó khi nào nó không đỏ thì mới đặt được. Khi nào nó không có màu đỏ thì mới đặt được. Căng nhỉ. Cửa hàng nó cái khách sạn là sao mình lại cảm thấy nó nhỏ hơn một tí xíu, nhỏ hơn nhỉ. Mình để mình đặt là rửa cho nó cân bằng hai cái bàn đấy nha. Ok, và còn vẽ như nó cân bằng rồi đấy. Mình sẽ đặt cái I belong một cái nó ở đây. Và bam. À, mình có đủ sổ để đọc. Thằng Tôm kìa. Tôm các bạn. Tôm. Bắt nó. Này thì Meto đi thắt thò là nó bắt nó rồi. Các bạn không cần lo về vấn đề Tôm tới nhé các bạn. Tôm tới thì nó hơi bị căng ấy. Mình nghĩ đặt như thế này đi. Để mà tí nào mình còn đặt cái đống giấy tờ nữa. Hoặc là mình sẽ đặt mấy cái giấy xuống chữa. Còn mình sẽ để cái thay cả máy tính xuống máy tính tới sau đó. Để cho nó dễ phân biệt rồi các bạn hiểu không? Mình sẽ để nó sạt đây một tí xíu. Rồi, được rồi, như vậy được rồi. Rồi. Cái máy tính nó hơi sạt cái đống giấy nhỉ. Rồi, được rồi, như vậy được rồi. Mình còn để cái paperwork. Rồi ở đây. Ok. Có một tí xíu. Mình cần một cái chuột, con chuột. Bỏ bên này trước đi. Rồi được, tuyệt vời. Đặt thêm cái này xuống. Quay nó lại. Bam. Rồi tuyệt vời. Mình cần thêm cái đèn hoặc là mấy một cái chậu hoa, cái đèn đi. Làm. Mình nghĩ là mình còn đủ chậu để đặt cái đèn xuống ấy, mình sẽ dùng cái đèn xanh luôn. Đó, mình còn đủ chậu để đặt cái đèn lava này xuống nè. Dùng màu xanh đi cho nó đẹp nha.
Boom. Rồi cái sau khấy thì chắc là mình sẽ dùng là mấy cái sau cái này đi. Mình thấy mấy cái này nó cũng đẹp ấy. Boom. Bam. Bam. Nó bị lật, nó bị lật rồi. Bị lật thì sẽ phải đặt lại thôi, chứ không có gì hết đâu. Phát tịch yellow bamboo. Rồi, tiếp theo nào, tiếp theo. Rồi, boom. Tuyệt vời, quá đẹp luôn. Mình cần đặt hay một vài cái thông rạc vậy nhỉ? Hay là mình khỏi cần đặt? Mà thấy bọn nó cũng không xa rạc như thế không? Vậy là khi nào bọn nó xa rạc ở đây thì mình sẽ đặt nhưng mà mình cần thêm một vài cái cành ở đây. Đó, mình sẽ đặt nó cành đây đi. Rồi, đặt thêm một cái nữa ở đây. Và thêm một vài thứ khá. Đặt cái gì ở gần cái cửa sổ nhỉ? Một cái bàn xong. Hay là một cái bàn giới thiệu hoặc là một cái bàn đề nữa. Một cái bề cả xong. Mình nghĩ game này cần thêm cái bề cả vào. Thêm một số thứ khác vào. Và Nope. Mình sẽ kết bạn với những ai mà mình quen thôi nha. Những ai mình không quen thì các bạn biết đấy. Nên là mua cái cửa hàng tổ khăn à. Cửa hàng Luxury là... À nhầm, cái khách sạn Luxury là quá cao cấp đúng rồi. Thật ra mình muốn mua cái cửa hàng này này. Đó. À nhầm, mình khách sạn mà mình đọc nhầm cửa hàng hoài. Chơi retail thì cũng nhiều quá. Đúng rồi, mình vừa nãy là một ý tưởng nha các bạn. Mình sẽ là cái tivi. Cái để tivi đặt ở đây. Giống như là giới thiệu sản phẩm này các bạn. Giống như giới thiệu sản phẩm ấy. Hoặc là có một cái gì đó cho khách giải trí chẳng hạn. Thì mình sẽ để cái tivi ở đây. Nó cực tuyệt vời phải không? Đó, mang phẳng Sony 2.7 inch nha. Cái này giống như giới thiệu sản phẩm hay là giới thiệu cái gì đấy các bạn. Hoặc là thông báo ấy. Hoặc là chương trình giải trí chẳng hạn. Là bọn nó sẽ ngồi đây và ngồi xem cái tivi này. Rất là tuyệt vời các bạn, rất là cool luôn. Và mình sẽ gắn cái camera. Chắc chắn là cái camera rồi. Mình sẽ đặt được mấy cái camera này để mà tí nữa mình khỏi đặt luôn. Mình sẽ để ở giữa nha các bạn, để ngay chính giữa. Rồi như thế này nó ở giữa chưa? Để mình xem thử nào. Maybe, có lẽ nó đã ở giữa rồi. Mình nghĩ như vậy đấy. Rồi, chúng ta ở tầng này mình nghĩ chúng ta đã xong rồi đấy. À không, mình quên mất một thứ rất quan trọng đó, tấm thảm. Mình cần những cái thảm to này. Thảm cao cấp luôn nha. Không phải thảm thường đâu. Nó hơi không cân bằng. Ok, để thay đi. Rồi, để thêm một cái thảm nữa, nó ở đây. Và bam. Đó, quá tuyệt vời luôn. Mình, các bạn nghĩ mình cần để mấy thảm bên đây không? Chắc là không cần đâu. Mình nghĩ vậy. Rồi, tiến đến tầng tiếp theo ha. Chúng ta sẽ tới phòng của khách nha. Đó, chúng ta có 5 căn phòng ở đây. Mình sẽ vào căn phòng đây. Cái thông trà sẽ mình để đây sẵn nha. Cái tivi để đâu nhỉ? Cái tivi thường thì mình sẽ để ở đây, ở đó, ở đây, 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 đó. Cái tivi thì mình thường để ở chỗ rộng rãi thoáng mát đấy. Tivi living room đi, để tí là mình còn thêm một số thứ nữa. Và brown tivi standard. Đó, để nó ở đây. Và flat screen. Quay nó lại. Đụng mặt rồi, nó đụng mặt rồi. Là mình sẽ cần cái table trắng. Table. Đúng rồi, mình cần modern copy. Ở hết cái bàn đã nhắn về. Mình sẽ mua thêm 5 cái đây. Mình giàu rồi. Yeah.
để cái banner ở đây xong. Mình nghĩ vậy. Mình có cái sofa modern. Sofa so good. Rồi. Tuyệt vời thôi em ạ. Mình sẽ cần thêm cái loa. Living room. Living room. Speaker. Cái loa phát thanh. Sau này bên đây sẽ để một cái kẻ sắt nó ở ngay giữa cái ban tầng tiên các bạn. Ngày đó sẽ không xa ngày này đâu. Cỡ khoảng 10 năm nữa. Nó rất là quá nhanh rồi các bạn. Mình cần thêm một vài cái bookshelf. Đó, mình sẽ cần thêm một vài cái bookshelf. Để ngay đây chẳng hạn. Để đây chẳng. Để góc này đi. Đúng rồi, cái bookshelf để góc này đi. Đó, quá đẹp luôn. Đó, để cái bookshelf chỗ này đi, quá đẹp đấy các bạn. Mình cần thêm một vài cái sầu cây chẳng hạn. Để cái sầu cây ở đây đi. Hoặc là ở đây chẳng. Mình xả biển lại. Mình nghĩ là để cái thông rạc nó ở trên này đi. Đó, để đây đi. Còn chỗ này mình sẽ để một cái láng dịch. Mình sẽ để thêm cái tre, một vài cái tre. Nó ở đây. Đó, để một vài cái tre ở đây. Mình hình là vẫn có thể một cái gì để ở đây này. Ở đây chắc là mình sẽ để một cái bàn. Bàn làm việc chẳng hạn. Chuẩn để cái bàn làm việc đi. Ở chỗ này thì chắc là không cần đâu, do có cái phòng đi vào đây đâu mà. Mình sẽ cần cái recaptation. Mình sẽ để nó ở đây. Bam. Rồi mình sẽ cần cái I be lost. Rồi tuyệt vời. Để nó nghĩa một tí siêu. Rồi mình sẽ cần một cái máy tính. Nhầm, cái bàn phím một con chuột. Đó, cái máy tính này là không cần cái gì hết luôn. Chỉ cần cái màn hình và cái bàn phím và con chuột thôi. Còn thấy cái máy tính ảo không? Mình sẽ cần một cái off file chair chăng. Dùng màu vàng hả? Ok, để màu đen đi. Đó. Rồi tuyệt vời. Mình còn phải lắp thêm camera nữa để cho an toàn. Nhà bếp thì mình sẽ làm ở góc này đi. Cái bàn ăn thì mình cũng sẽ làm ở góc này luôn. Ở đây thì mình sẽ để một thảm. Rớt. Và place. Rồi, ở đây. Mình nghĩ là thằng trộm. Tại sao nó ở đây? Trộm thì không được sao, đòn ở đây nha. Đừng có ở đây nha. Mua what? Nó nằm xuống nó còn đi được nữa. Holy crap. Rồi mình sẽ để một cái camera ở đây. Đó, để cái camera ở đây. Nó sẽ tâm nhìn bao quát nó hết tất cả luôn. Mình nghỉ phòng ngủ nên cũng cần lắp thêm một cái camera nữa. Đây chẳng hạn. Tuyệt vời. Cái camera thì chắc nó sẽ bảo quản ngay đây thôi. Phòng vệ sinh thì chắc không cần lắp camera nữa nha. Không cần đâu. Dù vậy là vi phạm nha các bạn. Không đùa đâu. Mình sẽ nghĩ là mình cần thêm một cái portrait. Ở đây chẳng hạn. Đây. Mình sẽ để một cái ở đây. Đó, để ngay đây luôn. Và mình sẽ để một cái ngay bên cạnh đây chẳng hạn. Mình cũng bị cả chỗ để nữa. Ok, cứ để tạm đây đi. Đó. Mình sẽ cần cả kitchen. Kitchen counter. Place one. Thôi không, mình sẽ để ở đây nha, mình sẽ để cái này chữa. Rồi tới có bên này chẳng hạn. Mình sẽ tùy chỉnh nó sau nha. Rồi, vừa đủ luôn, kinh khủng. Trông nhỏ một cách kinh khủng.
Khoan, tại là mình cần đặt thêm một cái bể nước nữa. Vậy thì mình sẽ cần di chuyển cái này lên thêm một cao một tí xíu. Và cái này là qua bên này một tí xíu chẳng hạn. Bam. Rồi mình sẽ để thêm một cái nữa ở bên này đây. Bam. Rồi. Và bấm nhầm. Mình sẽ cần cái bể nữa. Đây, fancy kitchen sink. Rồi, tuyệt vời, quá đẹp luôn. Mình sẽ cần một cái lò vi sóng ở ngay bên cạnh này luôn. Chứ mình không đặt lò vi sóng ở chỗ khác nữa, mình sẽ đặt ngay bên này luôn. Cái lò vi sóng nó sẽ đặt ở trên này tí nào. Nó không sao luôn, đặt trên bàn. À, đặt trên bàn được nè. Chả đặt trên bàn được à. Mình sẽ suy nghĩ về việc này. Mình sẽ cần một cái bàn lớn đấy. Không lẽ đây chỉ là lúc để sử dụng cái bàn này. Cái bàn này thì mình thấy nó cũng sẽ để làm gì cả. Vậy nên mình sẽ dùng cái bàn này làm cái để đặt cái lò vi sóng lên đây. Rồi mình sẽ đặt nó ở ngay đây. Đó. Lò vi sóng đâu? Lò vi sóng đâu rồi? Nhầm. Đây cái lò vi sóng này mày. Microwave. Đặt ở đây chăng? Đúng rồi. Mình sẽ đặt nó ở đây. Và bam. Đặt bị lật đây. Bam. Rồi, tuyệt vời, cái lò vi sóng như thế này là đẹp rồi đấy. Hoặc là mình có thể để nghiêng nó. Mà thôi kệ, để như thế này cũng được rồi. Không bị gì hết đâu. Mọi người thấy nó để như thế này nó hơi xấu đi rồi. Chắc mình sẽ thử đổi cái bàn khác đi. Cái bàn này nó à. Nó sẽ đặt như thế này không hả? Một có đặt ở dưới đây. Ở thì đã. Mình có thể đặt dưới cái bàn này ha. Cái này mới biết đây. Cái này mình mới biết. Thì ra đây là công dụng của cái bàn này. Qua wow, bàn tiền lời của anh nhỉ. Cái bàn này quá tiền lời đúng không? Từ gì? Vậy thì mình sẽ để cái lò vi sóng dưới đây luôn đi. Boom. Rồi tuyệt vời. Ở trên này sẽ là cái bàn ăn nha. Trên này sẽ là cái bàn ăn nha các bạn. Ở dưới này thì mình nghĩ là mình sẽ đặt cái lò vi sóng thôi, chứ không đặt gì xuống nữa đâu. Rồi tuyệt vời, tuyệt vời. Toast. Mình sẽ đặt nó. Ở tại sao lấy cái lò vi sóng này vậy? Mình cần cái lò là thằng này nữa. Cả khách sạn của mình như vậy không ổn rồi. Mình nghĩ là khách sạn của mình cần thuê thêm bảo vệ. Mình chưa click nữa. Tại sao cái thằng đấy? Mình ghẹt mày thằng đồn. Đừng là nó còn sống nha. Mình phải bắt, mình sẽ bắn sụp điện của nó rồi là nó con này. Đây. Mình phải đứng qua nó nữa. Đứng vào hoặc là click rồi nó hoặc là làm cái gì đó là nó mới chết lên. Tại sao khách sạn của mình toàn trồn thế nhỉ? Một khách sạn của mình là nơi để cho sống và trồn vào chắc. Rồi mình sẽ cần thêm một cái fridge. Này mình chưa thử cái basic fridge này nha. Cái này là nó giống như là cái bình thường thôi, nhưng mà cái này nó vẫn đẹp hơn. Tại sao cái này mình thấy nó xinh hơn cái này mà sao cái này lại đắt hơn nhỉ? Mình chả biết nữa. Có cái cửa sổ đây, mình nghĩ là mình nên để một cái gì đó để ngắm ra ngoài cửa sổ chăng? Không. Mình vẫn cứ để ở đây đi. Bởi vì chỗ này mới là chỗ có thể mình để sẽ lấy sắt mà. Hoặc là mình sẽ để cái tủ lạnh ở đây. Và chuyển cái hai cái bàn này qua đây. Ý hay đấy, ý hay. Đó là một ý kiến không hay. Nhầm, đó là một ý kiến hay. Rồi cái thang này ra nhầm coi. Thằng này là bị kẹt đấy bạn. Thằng này là bị kẹt đấy. Mình đã nhột nó lại rồi. Không thể tin nổi nó là bị kẹt trong đó. Mình đã cảnh báo nó rồi mà.
Rồi, cứ đặt nó ở đây đi. Không vấn đề gì đâu, mình sẽ sửa nó một tí xíu thôi. Nhưng mình nghĩ đi cái đoạn nhầm cái mấy cái đồ ăn ở trên đây nè, là mình sẽ không bỏ đâu, mình nghĩ vậy. Mình sẽ để một vài cái cola trên này thôi. Chứ mình sẽ không xếp mấy cái đĩa với cái dĩa ra đâu, bởi vì nó trông rất là mệt và hơi vô vị. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao mình để ở đó mà trong đó là không có thức ăn. Đó, một là như vậy đấy. Mình sẽ để nhiều nhiều lon nước ngọt vào. Bỏ lên đây. Bỏ vào giống như là đang mở tiệc hoặc là đang mở gì đó các bạn hiểu không? Đó, bỏ nhiều vào. Đó, đủ bộ màu luôn. Và cái thằng này thì vẫn kẹt ở đây. Mình sẽ bị làm gì luôn đấy. Được rồi, và mình cần thêm một cái máy hút bụi. Máy hút bụi đâu? Đây, simple vacuum. Đó. Rồi bây giờ là cái phòng ngủ nha. Mình sẽ cần một cái bedroom. Và cái lăng dịch bed. Mình sẽ cho màu vàng trắng. Màu vàng là trong hợp với đây, nhưng mà mình sẽ dùng màu đen đi. Đó, đặt cái giường nó ở đây. Và thêm một cái bàn. Bàn to rồi, chắc nhìn tất nhiên cái này bàn to rồi. Lớn hơn thì sẽ tốt hơn. Bông. Đó, để cái này ra được rồi. Mình sẽ cần thêm một cái clock. Mình sẽ cần một cái đồng hồ. Để nó ở đây. À, để mình xoay nó thêm một vòng này. Rồi. Mình sẽ cần thêm một cái lava lamp. Màu đỏ đi. Đó, màu đỏ cho nó màu sắc nó ảo. Mình sẽ cần thêm cái xếp. Cái này nó có vẻ đắt ấy. Nhưng mà mình giàu mà. Đó, để ngay lầu thiên ở cái phòng ngủ luôn. Không biết là có đứa nào vào trộm không, chắc là không đâu. Mình nên để thêm cái gì, mình hãy để một cái tivi. Tivi. Đó, mình sẽ để một cái tivi ở trong này, nó sẽ không quá chật chội đâu. Đúng rồi, nó không quá chật đâu. Cái chỗ này vẫn còn đi ra được mà. Mình cần thêm một cái flat screen. Trộm. Tại sao? Sao nó đây? Này thì trộm hả con? Trộm hả con? Nó trộm thêm lần nữa là mình sẽ diệt nó luôn. Mua. Nó sẽ để một cái tivi ở đây. Đó, để một cái thông đạt trong đây xem. Không, có cái thông đạt trong đây rồi. Mày có thể cái gì nhỉ? Con hiểu một cái tấm thảm chăng? Mình nghĩ vậy đấy. Mày cần cái smart. Đây cái này. Đó, để đây. Bam. Cái giường mình nghĩ đến đặt không. Không được. Tuyệt đối không được. Mình sẽ một cái mini fridge trong này chăng? Bedroom, mình sẽ vào bedroom xem còn cái gì chưa đặt không. Có một cái bàn và thôi kỳ đi. Phòng ngủ như vậy thì chắc là tạm ổn đó nha. Nếu được thì mình muốn cái game này nó thêm vào trong này một vài cái bức tranh nữa. Chuẩn. Mình cần thêm một vài cái bức tranh. Đây là bathroom. Mình sẽ cần một cái fancy shower ở đây. Màu đen luôn. Mình sẽ dùng màu đen luôn. Để chứng tỏ là nó rất là xinh. Mình sẽ để nó ở đây đi. Để cái tầm ở đây chăng. Mình nghĩ là vậy. Cố lên, sắp được rồi. Sắp được rồi. Cố lên. Boom. Không được hoàn hảo cho lắm, nhưng mà ok, mày được rồi.
sống này là có cái một cái hot flame là một cái bồn nước nóng. Cái bồn nước nóng này mình nghĩ là mình sẽ để ở đây luôn đi. Đó, cái bồn nước nóng đây. Tắm đây trước, qua bên này tắm nha. Mình nghĩ nó không được đẹp cho lắm, nó không cân đổi cho lắm, nhưng mà thật kề như vậy cũng được. Không có gì đâu. Bathroom sink nè. Bathroom sink thì mình sẽ để nó ở đây luôn này. Để một cái table. End table. Lý do mình luôn lựa chọn cái bàn này đó chính là nó có mấy quyển sách nó ở trên này. Là để cho người nào thư giãn hay sẽ đọc sách này cho nó thư giãn này. Nó mới sẽ gần cái toilet. Toilet paper bathtub. Toilet. Ê, đặt nó ở đây đi. Đó, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, sự gì. Hoặc là mình sẽ để cái toilet nó ở ngay bên chỗ này luôn đi. Đó, để chỗ này đi. Để như chỗ này, để chỗ này sắc được đấy, tạm ổn đấy. Có cái bàn em sẽ để nó ở đây. Và boom. Nó sẽ để một vài cái bàn chải nó ở đây. Cần frame. Và boom. Để thêm cả màu xanh nữa. Mình thích màu xanh rồi. Rồi. Và để một cái toothpaste. Để nó ở đây. Ở đây. Rồi. Mình sẽ cần cái paper. Toilet paper. Toilet paper thì phải để sát chỗ này nha các bạn. Không để xa được đâu, để xa là coi như chết luôn ấy. Swap. Cái này là xà phòng. Đây, để đây. Bát trong một. Sample. Mình sẽ để một cái nữa ở đây. Và cái này để ở đây. Và di chuyển này sang một tí xíu. Và swap bar. Màu đỏ đi. Đó, để cái swap bar ở đây. Rồi, mình còn thêm một tấm thảm. Chỗ nào cũng phải có thảm hết. Không có thảm là coi như chết trong này, không đùa đâu. Mình cần cái thảm này đi. Một cái thảm này đi. Đó, để đây. Nó không cân độ cái cửa cho lắm, nhưng mà thôi kệ, để thế này cũng được. Hoặc là nếu muốn được thì mình sẽ để như thế này, hoặc là thôi kệ, để thế này. Rồi, cái bắt giống như vậy được không các bạn? Rồi, như vậy tạm ổn đấy. Quá đẹp rồi đấy. Camera thì chắc không cần đặt cơ. Rồi, bây giờ xong rồi, hết tất cả các bạn. Là cái thằng này nữa. Này thì chỗ này mình thấy con thiếu một cái gì đó. Mình sẽ để một vài cái máy chơi điện tử để chăng. Chỗ này thì mình cũng thấy thiếu cái gì đó này này. Nhưng mà nếu như có một vài bức tranh thì nó sẽ không thiếu. À, thằng ghét hả, thằng ghét. Để mình suy nghĩ xem nó đặt ra một gì. Trong khi mình đang tìm lại cái máy chơi game nha thì mình thấy cái này cái gì đây. Chip cái laser. Đây là cái laser. Nó sẽ bám nha. Cái laser. Mình chả biết nó để làm gì luôn. Mà mình sẽ thử lắp mấy cái laser nó ở trước cửa nó xem. Như vậy cũng được. Để cho an toàn ấy mà. Rồi thì hôm nay là mình cũng có lắp thêm mua thêm 3 cái máy chơi game về. Đây cái máy Xbox. À khoan, nhầm, đây mình mở lại khoan. Đây mở lại cái máy Xbox này. Đây là WE của hãng Nintendo.
đây là PS4. PS3 thì không có đâu. Mình nghĩ là trong này có 4 cái máy này thôi. Mình sẽ biết nên có hạn như thế nào. Mà mình sẽ lắp thêm một vài cái chip này ở dưới tầng lâu nha các bạn. Tầng trên như thế này thì được đấy. Quá đẹp đúng rồi. Rồi quá đẹp đấy các bạn. Chỗ này thì mình lắp thêm một đống cái máy chơi game thì nó cũng không trọng lại đâu. Chỗ này thì có thể làm sân chơi của lũ trẻ chăng? Mình nghĩ vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ xuống và lắp thêm vài cái máy. Khoan. Trước khi rồi. Hình như là mình cũng có lắp một cái ở cái chỗ đúng rồi. Mình sẽ lắp thêm cái này nó ở đây. Bèm. Mua cái này thì nó chắc nó cũng rẻ thôi, cỡ khoảng 15k thôi, rẻ lắm. 15k thôi. Hãy mua ngay. Hãy mua ngay bây giờ. Nếu mà muốn nhà bạn an toàn vì sức khỏe. Rồi cái laser như vậy được rồi nha các bạn. Nó sẽ diệt chết tất cả những thằng trộm nào nó dám tới. Mình nghĩ vậy đấy. Ở ngoài này thì mình để gì nhỉ? Để mình suy nghĩ nha các bạn. Đó, thứ nhất các bạn thấy ở ngoài này thì mình đã lắp thêm một vài cái cây và một vài cái bàn và thêm cái này nó ở đây để trao giống trao đó này. Không biết là chó lắp cái thảm không nhỉ? Nó mà chó lắp được thì mình cũng mừng ấy. À, để mình thử xem nào. Oh, lắp được nè. Oh my god, lắp được này các bạn. Wow, cái game này chiều chơi dữ nhỉ. Mình sẽ làm một cái đường vào chẳng hạn. Để mình thử làm nha. Làm được là mình bại phục game này luôn này. Giống như là một cái đường mòn để cho mọi người vào cái cửa hàng ở bên đây. Để mình thử xem nha. Mình sẽ bỏ hai cái cây này ra, mình sẽ mua cái lăng dịch luôn. Để mình thử xem nha. Đó, mua cái này đi. Mình sẽ thử mua 5 cái. Và 1 2 chẳng hạn. Ồ, không đủ anh. À, đủ nè. Ồ. Không, mình nghĩ là cái này nên xoay lại. Mình sẽ thử bỏ cái bàn này ra đi. Bỏ mấy bàn với mấy ghế này ra. Đó. Rồi xoay cái thảm này lại. Đó. Wow. Tuyệt vời. Rồi đây có thể như làm giả dạ, làm như là một cái đường mòn này các bạn. Đường mòn để đi vào ấy. Một cái đường là tạm là đây chính là đường để đi vào trong cái khách sạn. Quá tuyệt vời luôn. Wow, mình không ngờ là cái game này có thể làm được như thế này đấy. Tuyệt vời, vỗ tay đi. Hãy vỗ tay đi các bạn. Đó, mình sẽ để cái này ở đây. Đó. Boom. Và bench. Để một cái ghế đây. Ờ, tại sao mình lại đi vào vậy? Ờ, tại sao mình lại đi vào? Các bạn hãy nói, tại sao mình lại đi vào? Why? Tại sao mình đang đặt cái ghế ở ngoài này cơ mà. Đó, tuyệt vời. Wow, khách sạn của mình quá đẹp luôn. Đó. À, mình quên đặt cái thùng rác, mà mình sẽ đặt cái thùng rác sau. Được rồi, nếu như các bạn thích video của mình thì like, subscribe, share. Để bạn thêm nhiều động lực làm tiếp những video học nha. Goodbye.